Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 26 tháng 3 tới thủ đô Brussels của Bỉ để họp với các giới chức của Liên hiệp châu Âu và NATO về việc nhấn mạnh thêm sự phản đối của phương Tây đối với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Tổng thống Obama được hai vị chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Herman Van Rompuy và Jose Manuel Barroso đón tiếp. Các nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong cuộc hội đàm của khối NATO, Tổng thống Obama trấn an các đồng minh về sự ủng hộ của Mỹ, cũng như hối thúc các nước thành viên cung cấp hỗ trợ cho chính phủ Ukraine. Sau đó, ông bay từ Bỉ tới Italy để gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco. Hôm thứ Ba, Tổng thống Obama nói rằng việc Nga sáp nhập Crimea là hành động bắt nguồn từ sự yếu kém. Ông nói cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận việc Nga chiếm Crimea, nhưng phương Tây sẽ không đáp lại bằng hành động quân sự.